Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày và tôi là Hoàng Vy. Thưa quý vị, vào sáng đầu ngày thứ sáu, ngay chỉ mới là người dân ở Mỹ mở mắt ra đã nhận được cái tin vô cùng nóng nó xảy ra ngay tại cái cuộc chiến Nga và Ukraine. Số phận của bốn khu vực thuộc Ukraine là Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia coi như là chính thức đã được an bài, nhưng mà đã được an bài sắp đặt dưới bàn tay của Putin. Khi mà sáng đầu ngày thứ sáu, ngay tại điện Kremlin, ông Putin đã dành một cái bài diễn văn 37 phút để nói với hàng trăm người dân Nga, những cái nhà lập pháp và cả những cái lãnh đạo về những cái nhóm tôn giáo trong nước Nga đó. Và ông nói rằng người dân đã lựa chọn và quyết định cái số phận cho chính cái vùng đất của mình. Và đây là ý chí của hàng triệu người, và bốn cái vùng này sẽ chính thức thuộc về Nga. Ông tuyên bố như vậy, nhưng mà rõ ràng chúng ta biết là cái cuộc trưng cầu dân ý mà Nga tổ chức tại bốn cái khu vực Kherson, Donetsk, Luhansk và Zaporizhia, như chúng ta vẫn biết đây là một cái cuộc trưng cầu dân ý chỉ là theo một cái hình thức. Và cái kịch bản nó diễn ra chính xác như năm 2014 khi mà Nga thôn tính luôn Crimea, cũng tiến hành trưng cầu dân ý. Và bây giờ trở lại với Ukraine, thưa quý vị. Sau 7 tháng ròng rã đánh hoài không được và thậm chí là còn thua ở một số cái mặt trận quan trọng ở phía đông bắc của Ukraine, thì bây giờ Putin và nước Nga đã quyết định tiến hành cái gọi là trưng cầu dân ý để mà sáp nhập bốn cái vùng lãnh thổ, và chiếm bốn vùng này sẽ chiếm 15% diện tích lãnh thổ của Ukraine. Và chắc chắn là Ukraine, về ông Zelensky và cả người dân Ukraine không đồng ý với câu chuyện này. Ngay khi từ sáng mà Putin tuyên bố như vậy đó, thưa quý vị, thì ông Zelensky lên và nói rằng là không bao giờ đồng ý mất cái này, và thậm chí đó nha, là sẽ thề lấy lại luôn cả cái vùng Crimea mà Nga đã thôn tính, đã cướp năm 2014. Đó là cái phản ứng của Ukraine. Nhưng và một cái tin cũng diễn ra vào ngay sau khi Putin tuyên bố sáp nhập lãnh thổ của Ukraine như vậy, thì ông Zelensky ông nói trước cái tình thế như thế này rồi, Putin ngày càng quá quắt và đi quá như vậy đó, thì Ukraine chính thức đã nộp đơn xin gia nhập khối liên minh NATO, khối liên minh quân sự NATO. Mặc dù ông Zelensky hiểu rằng là cần phải có sự đồng thuận chấp nhận của các thành viên, nhưng đây là cái bước để một cái bước xa hơn. Bởi vì từ trước tới giờ, nếu như quý vị nhớ nha, là Ukraine chỉ có nộp đơn gia nhập Liên Âu nhưng mà không gia nhập NATO, bởi vì cả Ukraine và cả Mỹ và đồng minh Tây Phương đều hiểu rằng chỉ cần Ukraine mà gia nhập NATO thì chắc chắn cái cuộc chiến tranh nó sẽ leo thang, và không một ai muốn cuộc chiến tranh nó leo thang như thế này hết. Và Putin, thưa quý vị, nói là mặc dù sáp nhập bốn cái vùng lãnh thổ này, nhưng mà cái mục tiêu của cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga và Putin không muốn dùng cái từ là xâm lăng hay là tấn công, invasion hay là attack, mà chỉ dùng là một chiến dịch quân sự đặc biệt mà thôi. Vẫn cái mục tiêu vẫn sẽ tiếp diễn, và chỉ khi nào mà Nga hoàn toàn thắng lợi ở cái vùng Donetsk á, thì lúc đó cái cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt này nó mới chấm dứt. Và ngay sau lời tuyên bố của Putin thì về phía Mỹ, chắc chắn là ông Tổng thống Joe Biden lên và tuyên bố và phản đối câu chuyện này. Ông nói là đây là một cái quyết định vô cùng nhục nhã và xấu hổ cho phía Nga, bởi vì tiến hành một cái cuộc trưng cầu dân ý giả như thế này. Và Mỹ sẽ, theo lời ông Biden, never, 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 never sẽ nhìn nhận bốn cái khu vực này sẽ thuộc về nước Nga. Rồi Chủ tịch Liên Âu, rồi Tổng thư ký NATO, coi như là những cái lãnh đạo thế giới mà là đồng minh của Mỹ và Tây Phương cũng đều phản đối rầm rộ câu chuyện này. Tuy nhiên, chúng ta phải chờ đợi xem cái giai đoạn tiếp theo nữa, ngay sau cái bước sau, Putin liệu sẽ làm gì, liệu là cái cuộc chiến tranh này nó có sẽ leo thang hay không. Nhưng mà về phía Ukraine cũng đồng thời trong ngày thứ sáu nó có một cái tin tức nữa, là chắc nếu như những ai là fan của về điện ảnh của Hollywood đó, thưa quý vị, và đặc biệt là của Star Wars đó, thì sẽ thấy là ông diễn viên chính trong cái phim Star Wars như thế này đã đồng ý sẽ đứng ra và đại diện để mà đi gây quỹ cho cái dự án có tên là Army of Drones Project dành cho Ukraine, có nghĩa là gây quỹ để mà có thể trang bị vũ khí và giúp cho quân đội của Ukraine trong cái chuyện phản công và đánh lại Nga. Đó là những cái diễn tiến mới nhất. Và về phía Nga thì sao, thưa quý vị? Ngày hôm thứ Năm, Hoàng Vy có đọc một cái thông tin ở trên Bloomberg
để cho thấy một cái ý như thế này. Là trong cái ngân sách, cái dự thảo ngân sách năm 2023 của nước Nga đó, thì nó có trong đó người ta liệt kê ra là dùng gì, xài gì cho năm 2023 là người ta dự thảo ra hết. Nhưng mà có khoảng trong số đó 1/4, một cái số tiền lên đến 1/4 cái ngân sách năm 2023 tự nhiên là bị che, coi như là không có công bố và hoàn toàn là để trong cái tình trạng mập mờ như vậy. Cụ thể là cái gói ngân sách, tổng ngân sách cho năm 2023 là 29.000 rúp, là thì 1/4 trong số đó là 6.500 rúp hoàn toàn không cho biết là sẽ sử dụng vào mục đích gì. Nó tương đương với khoảng 112 tỷ Mỹ Kim đó thưa quý vị. Và Điện Kremlin cho đến thời điểm này, khi mà đưa quân vào xâm lăng vào Ukraine vào 7 tháng trước đó, cho đến nay là họ hoàn toàn che giấu, không có cho biết. Đúng là theo cái kiểu của một cái xã hội, một cái chế độ độc tài, họ che giấu không biết, không cho biết là mình đã sử dụng bao nhiêu trong cái nguồn quỹ như thế này, ngân sách của nhà nước, để mà sử dụng cho cái mục đích của chiến dịch quân sự đặc biệt như thế này. Và chính cái ông ngoại trưởng của nước Nga là ông Anton Silonov đã từng khẳng định vào hôm thứ Tư trong tuần này, ông nói rằng á, cái chi phí, cái phí tổn dành cho cái cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine á, đến bây giờ vẫn là remain hidden, tức là vẫn còn bị che giấu chứ không công bố cho mọi người được biết, cho người dân được biết. Và đó là thể hiện cái bản chất độc tài. Và nếu như thực sự mà 112 tỷ Mỹ Kim này, tức là chiếm 1/4 ngân sách của Nga trong năm 2023 thưa quý vị, thì nếu quả thật là họ dùng cho cái chi phí quốc phòng và để mà phục vụ cho cái cuộc chiến ở Ukraine, thì nó sẽ vượt ra 43% so với ước tính mà Nga ngay từ ban đầu muốn sử dụng cho cái cuộc chiến tranh này. Nó đã trội lên 43% rồi. Cho nên phải nói rằng Nga phải tổn thất rất là lớn về nhân mạng và cả về con và cả về tiền bạc, chứ không phải là chỉ có phía Ukraine là bị tổn thất đâu. Và người ta còn nghĩ rằng là cái trong cái chi phí 112 tỷ đó, nó sẽ để dành cho cái phần mà ông Putin ông sáp nhập 4 cái khu vực ly khai của Ukraine như vậy, nó nằm trong cái chi phí đó luôn. Và có một cái ý đó thưa quý vị, vào ngày chiều tối ngày hôm thứ Năm, ông Putin lần đầu tiên ông đã thừa nhận là có những cái sai lầm, đã có mistake trong cái chuyện mà kêu gọi lệnh động viên một phần mà để mà đưa 300.000 quân lính tung vào cái chiến trường Ukraine như vậy. Chúng ta quý vị nhớ là khi mà ông Putin vừa ban bố cho đến nay đó nha, không chỉ là thế giới phản ứng với câu chuyện này mà chính người dân Nga người ta cũng bất mãn lắm. Và người ta đã đổ ra 38 những cái thành phố trên cả nước Nga để mà phản đối. Rồi 1.400 người dân đã bị bắt, trong đó có một đứa nhỏ, em bé gái 14 tuổi. Rồi chính những nhà lập pháp là người đứng đầu cả Thượng viện và Hạ viện cũng phản đối luôn, là đồng minh thân cận của ông Putin, nói là có quá nhiều sai lầm. Thì bây giờ đây, ông Putin đã lần đầu tiên chính thức thừa nhận là yes, có sai lầm. Nhưng mà ông không nhận đó là sai lầm của bản thân mình, mà ông đã đổ xuống cho những cái người thuộc cấp của ông là sai lầm là sao. Ông nói bây giờ có sai lầm trong cái việc mà đưa quân động viên quân lính trong cái thời gian vừa qua, trong cái tuần vừa qua đó, thì bây giờ tất cả những lỗi lầm thì phải được sửa chữa để mà ngăn ngừa nó không có xảy ra trong tương lai. Và ông nói là bây giờ có sai lầm là những người đàn ông mà có 2 đến 3 con nhỏ hay là những cái người lớn tuổi thì sẽ không có bị kêu đi lính. Trong khi đó chúng ta biết, quý vị biết phải không, những cái hình ảnh trong suốt cái thời gian vừa qua chúng tôi có đưa tin và truyền thông chính người ta cũng đưa tin là những cái người đàn ông lớn tuổi tóc bạc trắng mà bây giờ vẫn phải đi cầm loay hoay để cầm cái khẩu súng, không biết là chiến đấu như thế nào hết. Thì đó, ông Putin lần đầu tiên đã thừa nhận sai lầm nhưng không có nhận trách nhiệm mà đổ xuống cho những người cấp dưới. Và đó là cũng là thứ hai, là cũng là một cái bản chất rất là độc tài của ông Putin như vậy. Và một cái ý nữa thưa quý vị, để ngăn chặn cái làn sóng người Nga, đặc biệt là những người đàn ông, những người thanh niên bỏ trốn để tránh cái lệnh tòng quân như thế này đó, thà họ tìm mọi cách từ đường hàng không, rồi từ đường bộ, rồi từ đường biển, thậm chí là tự bơi và dùng ván lướt sóng để mà bơi qua để trốn khỏi nước Nga, nhưng mà cũng đã bị bắt giữ tại một số cái biên giới. Và để tránh cái tình trạng này thì ngày hôm thứ Năm, Điện Kremlin đã đưa ra một cái yêu cầu là ngưng cấp hộ chiếu quốc tế cho tất cả những cái công dân nào mà đã bị đi gọi đi nghĩa vụ quân sự.
đó, coi như là không có hộ chiếu thì người ta đâu có bay đi được. Rồi cấm tất cả những cái hãng hàng không không được bán vé cho những người đàn ông tuổi từ 18 cho tới 65, để mà thấy là Putin rất là rác trong cái câu chuyện này. Và cái việc mà một lần nữa Putin quyết định là đưa thêm, coi như là từ cái hồi đệ nhị thế chiến, đây là lần đầu tiên mà nước Nga ban bố cái lệnh động viên một phần như vậy. Và Putin đã involve, đã kêu gọi, đã bắt buộc những cái người dân Nga đó, họ phải tham dự vô cuộc chiến để phục vụ cho cái mục đích tham vọng của Putin. Đây không phải là điều người dân Nga mong muốn. Nhưng mà rất là nhiều người đó, thưa quý vị, thậm chí người ta nói là trước cái làn sóng người dân bất mãn như vậy, và cả những đồng minh và cả những người trong giới tinh hoa elite, rồi những cái nhà tài phiệt của nước Nga cũng bắt đầu có ý kiến như vậy. Và cả những cái đồng minh ở quốc tế, ví dụ như là ông thủ tướng của Slovakia, là một cái người đồng minh vô cùng thân cận từ trước tới giờ, là lúc nào cũng là tung hô Putin vạn tuế. Mà bây giờ đó, thưa quý vị, trong tuần này ông này cũng bắt đầu ý kiến và nói rằng có lẽ, có vẻ như là Putin đã đi quá xa rồi. Người ta đặt ra câu hỏi là với cái những cái chuyện mà Putin làm cho tới thời gian hiện nay đó, bây giờ là không chỉ là những gì mà tội ác xảy ra đối với người dân Nga, mà bây giờ đối với người dân, đối với người dân Ukraine, mà bây giờ đối với người dân Nga. Thầy, vậy thì có một cái giải pháp nào để chặn đứng chuyện này không? Hay nói một cách khác, Putin có bị lật đổ sau hàng loạt những cái quyết định rất là độc tài và độc đoán và độc ác như thế này hay không? Rất nhiều câu hỏi đặt ra như vậy. Nhưng mà nhiều người nghĩ đó, thưa quý vị, cũng đừng có hy vọng rằng sẽ có một cái làn sóng người dân trỗi dậy để mà lật đổ được Putin, bởi vì Putin đã củng cố cái quyền lực của mình trong suốt hai thập niên vừa qua. Đồng ý là Putin đã chạm đến cái sự bất mãn của người dân, nhưng mà nó không thể trở thành một cái làn sóng phản đối trên diện rộng của nước Nga. Vì sao? Vì người dân Nga sống trong cái xứ sở tuyên truyền và độc tài quá sức là lâu như vậy, và họ đã quen, họ đã bị nén vô tận cái cốt lõi, tận cái lõi bên trong ấy, thưa quý vị, là phải vâng lời và phải tuân lệnh và phải nghe theo và không có sự phản kháng. Đó là bản chất của những người dân trong cái xứ sở độc tài. Cho nên bây giờ mà dự đoán là sẽ có một cái làn sóng trỗi dậy và rộng khắp, lan rộng khắp nước Nga để mà phản chiến như thế này á, đó là một chuyện mà có vẻ như không tưởng. Nhưng mà có một cái ý mà Hoàng Vy đọc được ở trên tờ The Hill đó, thưa quý vị, đó là Sir Lawrence Freedman là một cái nhà học giả và là một cái cố vấn cao cấp về chính trị cho ông Tony Blair ở bên Anh đó. Ông này vừa ra mắt một cuốn sách tên là Comment, và ông kết luận như thế này nè. Ông quan sát qua nhiều cái chế độ, qua nhiều cái thời kỳ của những cái nước trên thế giới đó, thì ông đã nhận thấy rất là rõ có một sự thật không thể chối cãi, là ở những cái nhà độc tài đó, họ khăng khăng và họ bịt mắt người dân và họ mong muốn thực hiện những cái ý đồ của mình chỉ phục vụ cho bản thân mình mà thôi á, thì những cái chế độ đó không thể tồn tại lâu dài. Ông khẳng định như vậy. Nhưng mà cái ý ông nhận định về Putin á, ông nói là có vẻ như đó nha, theo ông Sir Lawrence này á, ông nói có vẻ như Putin bị được đánh giá quá cao. Mà thật ra theo ông Sir Lawrence này, Putin không phải là một chiến lược gia tài ba như mọi người vẫn tung hô, và ông ấy chỉ xứng đáng là một cái vận động viên về judo hơn là một cái kẻ chơi cờ vua cờ tướng mà phải sử dụng cái trí não của mình. Vì sao ông Lawrence nói như vậy? Ông nói rằng không thể nào nghĩ rằng là mình có thể phát động một cái cuộc chiến tranh rầm rộ, đưa quân vô giết dân, giết người, phá hoại những hạ tầng cơ sở của nước khác, mà lại nghĩ rằng cái cuộc chiến đó nó chỉ tồn tại trong vài ngày rồi sẽ đem lại thắng lợi cho mình và sẽ được lưu vào sử sách. Đó là những gì Putin kỳ vọng, và Putin đã bị rất là thất vọng vì cái chiến dịch nó đã không diễn ra như ý của Putin mong muốn, và nó đã đi đến ngày hôm nay là sử dụng một cái nước cờ phải nói là quá kinh điển và bị thế giới lên án, là tiến hành tổ chức trưng cầu dân ý giả hiệu để mà sáp nhập lãnh thổ như vậy. Thì ông Lawrence này nghĩ đó là cái chuyện mà Putin có thể sẽ bị người ta quá bất mãn và nổi dậy và lật đổ, nhưng mà cũng không thể nào expect, không thể nào mong đợi rằng cái chuyện đó nó xảy ra một sớm một chiều, mà nó phải là từ từ, bởi vì cái người dân Nga đã bị dồn nén quá lâu và họ đã vâng lời, họ đã tuân lệnh quá lâu, cho nên, và quyền lực của Putin thì nó củng cố quá, cái thời gian nó quá dài rồi, cho nên là cái viễn cảnh, cái bối cảnh mà Putin để mà chấm dứt cuộc chiến này, để mà ngăn ngừa Putin có thể đi xa hơn mà sử dụng vũ khí nguyên tử, hay là sẽ đi xa hơn trong cái chuyện mà leo thang chiến tranh và gây ra những cái tổn hại không chỉ cho người dân Ukraine mà cả người dân Nga, thì cái giải pháp mà lật đổ Putin đó, đó là giải pháp rất nhiều người nghĩ đến, nhưng cũng không thể nghĩ rằng đó là một cái điều mà sớm diễn ra một sớm một chiều. Và còn rất nhiều tin tức quan trọng ở phía sau. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho thương mại.